Vậy là ở như từ bảng số liệu đó chúng ta sẽ khai thác được bốn cái thông tin như trên. Đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sang phần ví dụ xem chúng ta khai thác như thế nào. Nào tập trung nào. Ví dụ thầy vẫn là cho điểm thi học kỳ môn văn của học sinh lớp 7B được cho bảng dưới đây. Đây, đây là bảng thi học kỳ môn văn của lớp 7B. Thế thì người ta yêu cầu đầu tiên, dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Dấu hiệu cần tìm ở đây là điểm thi môn văn của học sinh lớp 7B. Trả lời luôn. Nào, ví dụ một này. Trả lời cho thầy, một là dấu hiệu. Dấu hiệu ở đây là gì nhỉ? Dấu hiệu là điểm thi môn văn, là điểm môn văn cuối kỳ 1, à, điểm thi môn văn cuối kỳ 1 của học sinh lớp 7B. Thứ hai là đơn vị điều tra. Đơn vị điều tra ta là mỗi học sinh ở lớp 7B là một đơn vị điều tra.